Gì cười vậy? Em nhớ hồi xưa em anh à. Như thằng trai vậy đó, đen nhẽm mà xuống quắc à, mà đâu có chịu bẩn áo đâu, cỡ trần đúng không ạ? Đi chơi với mấy thằng trai mình hồi sớm mà đâu có chơi với con gái đâu, chơi với con trai ở trường 80 đó hả? Ừ, không có chuồng à, không có chuồng, không có chuồng ở trần à, không có chịu bằng áo giống như con trai vậy đó. Mà đen mà xấu. Ủa, bây giờ em cũng có đen đâu. Sao anh đã có cách. Đi vô đây nè. Mình hái những cây sậy này nè. Tại hai đứa mình sẽ đập dẹp cái này. Dẹp cái này nè. Tới bung ra. Tới đây xong mình sẽ dập những cái này ra và mình nhét cái cây vô. Đó. Tạo hình cái lồng. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ nha. Hôm nay ta sẽ ăn hết bi của ngươi luôn. Ngươi chưa biết hả? Ta là vô địch thủ đó. Chơi mày, bây giờ chơi ngáo dạng quá nè. Ngáo non mày. Ờ, ok, ngáo non ngáo dạng. Đi xem có ai thi trước. Đi trước à? Thắng là đi trước mà. Thắng là thi sao để mình biết người ta ở đâu, mình có thể lên bắt người ta. Ừ. Ok. Giang hả? Thấy chơi thì thấy vậy. Rồi, ngáo. Đây để ta bắt nè. Yeah. Thấy chưa? Chưa rồi. Phải bắn trúng tao mới được mày. Cô tao là mày. Ra ngoài bìa nè mày.
Tao ăn là bắn tiếp rồi mày. Mày sưng như bà lộ luôn. Mày chơi mày ăn gian. Mày chơi mày thắng hết trơn rồi, ai chơi lại? Tao ép má mày nè. Ê, tao mới ăn cắp đùm cục rung của má rồi nè. Ủa, mày không sợ má của mày quánh hả? Bây giờ mình thắt như không mình chơi đi. Lát mình tháo ra mình trả lại. Để tao thắt cho, tao thắt lẹ lắm, thắt con bướm. Bây giờ xỉ xì qua nhảy trước nè mày. Mày là con trai, mày chắc tôi nhảy trước rồi. Nhưng mà mày nhảy hay cũng chết vậy. Thôi, đi đây, tao giữ cái chân. Bỏ miếng bì vô. Trời, phải hấp dẫn thôi. Bánh mì Hi và Ni mà. Rồi, nguyên liệu chính. Rồi quay, bỏ ít trà bông vô. Cuối cùng là ngò gí. Đây, bỏ bánh mì của anh đây. Rồi, ui, hấp dẫn quá ta. Bỏ bánh mì. Bỏ mì tuổi thơ của các bạn đây. Đây, gửi bà chủ tiền 5.000 nha. Rồi, năm nay hôm nay bà chủ mời mình ăn bữa tiệc nhỏ nhỏ một bạch ti khai trương đúng không? Ừ, ăn thử bánh mì coi của tiệm coi làm ngon không nha. Là... cái vỏ bánh mì bên ngoài bạn nó giòn giòn. Còn bên trong á thì cái này là bánh mì thịt heo quay, heo quay thì da nó cứ giòn và thơm các bạn. Nãy cũng bà chủ có xịt tương không? Quên đúng không? Quên rồi. Nhưng mà nó cũng vừa ăn không sao, vừa ăn. Ngon. Chiều luôn vậy hả? Dẻo con. Chơi bắn bi. Bắn hai trái bi anh bây giờ nè. Chạy. Ủa? Chứ không phải chơi bắn bi nhảy dây hả? Bắn không?